Nằm trong khung khổ của ngày hội sách và văn hóa đọc năm 2023, sáng ngày 2 tháng 4 tại phiên chợ sách đã diễn ra giải thi đấu cờ vua. Tham gia giải cờ vua có 58 vận động viên là các em thiếu nhi đang học tập và sinh hoạt tại các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Tây Ninh. Giải gồm hai bảng thi đấu, bảng tiểu học và trung học cơ sở. Đây là sân chơi thật sự lý thú và bổ ích cho các em học sinh, đồng thời duy trì phát triển và lan tỏa tốt phong trào cờ vua trong học sinh. Giải cờ vua cũng là dịp để phát hiện và bồi dưỡng những học sinh có tiềm năng. Hy vọng các em sẽ trở thành những kỳ thủ cờ vua ở các giải đấu chuyên nghiệp hơn. Ban tổ chức sẽ công bố kết quả và trao giải vào tối ngày 2 tháng 4 tại lễ bế mạc ngày hội sách và văn hóa đọc năm 2023.